Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Kawai Gaming của mình. Xin lỗi với tất cả các bạn rằng là những cái clip về cái tựa game Sigma trên kênh YouTube của mình á, thì lúc trước mình có nói là cái ngày phát hành thử nghiệm cái tựa game Sigma thì ban đầu mình bảo là vào ngày 17, 18 tháng 12, sau đó về lại ngày 13 và cuối cùng là về lại ngày 17, ngày 18. Nhưng ngày hôm nay đã là ngày 19, 20 gì rồi, đã là ngày 18 rồi. Nhưng mà khi chúng ta truy cập vào game thì chúng ta vẫn nhận một cái dòng thông báo như thế này, là chúng ta là hệ thống đang bảo trì, chúng ta không thể nào mà chúng ta chơi game được nữa. Thì cái clip đây là một cái tin không vui đối với tất cả các bạn rồi, có thể nói là một cái tin buồn. Đáng lẽ ra là game nó sẽ cho chúng ta chơi thử nghiệm vào ngày 17, nhưng mà khi liên hệ với nhà phát triển game thì người ta bảo rằng là khi đăng tải lên cửa hàng ứng dụng CH Play á, thì ở bên Google Play họ không có duyệt cái nội dung, tức là tạm thời là họ chưa có duyệt cái nội dung cái trò chơi Sigma này vì một cái số vấn đề gì đó, và mình nghĩ là chắc có liên quan đến cái vấn đề bản quyền. Cái đội ngũ phát hành game của họ cũng không cố định cái ngày ra mắt cụ thể luôn, họ chỉ chắc chắn một điều rằng là họ sẽ ra mắt vào năm 2023, nhưng mà không biết rơi vào tháng nào. Đấy, mình cũng không hiểu vì sao nữa các bạn. Chắc là mình nghi chắc dính về cái vấn đề bản quyền á, do đó nó hơi lâu các bạn. Họ bảo rằng là khi nào mà cửa hàng ứng dụng CH Play duyệt cái nội dung của họ, duyệt cái tựa game của họ thì họ mới phát hành trên toàn cầu để chúng ta chơi và thưởng thức. Còn nếu mà không duyệt thì mình nghĩ là chắc không chơi được rồi. Đây là một cái tin cực kỳ buồn và không vui, và mình thật sự mình cũng không vui vì đây là một cái tựa game rất là đáng chơi, nhẹ, nó phù hợp với tất cả những cái bạn có cái điện thoại cấu hình yếu. Khi có cái thông tin nào mới nhất về cái tựa game này thì mình sẽ thông báo đến tất cả các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau.